Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 6, câu 7 đến câu 13. Người gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, trừ cây gậy. Không được mang lương thực, bao bì, tiền đồng để dắt lưng, được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì cứ ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy vũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, loan báo tin mừng là một sứ mệnh không dễ dàng. Vì thế, Chúa Giêsu đã sai từng hai người một ra đi loan báo tin mừng. Đi theo bộ đôi để người loan báo tin mừng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Và cũng vì lời chứng của hai người là chứng thật. Một người dễ thực hiện theo cảm tính bộc phát cá nhân, còn hai người thì sẽ có sự hợp tác, trao đổi và sẽ dựa trên sự việc thật sự để loan báo. Sứ mạng khó khăn nhưng lại rất cấp thiết, cho nên Chúa Giêsu cũng cảnh báo đừng quá chú trọng đến vật chất. Cũng đừng quá chăm chút cho mình được trang bị bảo hộ đầy đủ, rồi mới sánh tay thực hiện. Người ta vẫn thường hay biện hộ rằng, quả là người Kitô hữu cần loan báo tin mừng. Nhưng bản thân tôi, gia đình tôi còn nhiều bộn bề lo toan, cơm áo gạo tiền. Thôi, khi nào gia đình no ấm, cơm ăn áo mặc rồi, thì tôi sẽ nghĩ tới việc đó. Thưa không, vì ngay từ trong chính cuộc sống của chúng ta cũng có thể trở nên chứng nhân cho Chúa. Vợ chồng trong gia đình sống gương mẫu đạo đức sẽ là cặp đôi sứ giả của Chúa hiệu quả giữa đời. Thánh Phaolô Miki mà chúng ta mừng kính hôm nay được sinh ra tại đất nước Nhật Bản vào thế kỷ 16. Giữa lúc nước Nhật cấm cách, bắt bớ đạo Công giáo và các Kitô hữu một cách gắt gao. Miki là một tu sĩ rất nhiệt thành với công việc loan báo tin mừng. Ngài cùng với các bạn tín hữu sẵn sàng can đảm làm chứng cho Chúa. Ngày 5 tháng 2 năm 1597, trên một chuyến tàu, Phaolô Miki và 25 người bạn đã bị quan quân Nhật Bản bắt nhốt. Họ đã lãnh án tử bằng hình phạt treo lên những cây thập giá ngoài bãi biển. Đối mặt với nắng, gió cùng sự đau đớn chịu tra tấn. Tuy vậy, với ơn Chúa giúp, Thánh Phaolô Miki và các bạn vẫn tươi vui hát thánh ca mà không hề sợ sệt cái chết đang đến gần. Chịu treo thập giá như thầy chí thánh, các ngài vẫn cố gắng giảng đạo, khuyên răn các người đến xem biết ăn năn hối cải. Thánh nhân cũng sẵn sàng tha thứ cho những kẻ hành hạ và kết án ngài cùng các bạn. Quá tức giận vì thái độ can trường của các ngài,
quan quân Nhật hạ lệnh đâm chết Phao-lô, Mi-ki và các bạn. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức chính mình mang danh Kitô hữu, càng biết nhiệt thành loan báo về Chúa cho anh chị em mình, cả khi gặp thử thách gian truân, vì đã có Thánh Phao-lô, Mi-ki cùng các thánh tử đạo Nhật nêu gương anh dũng cho chúng con. Amen.